Nếu quý vị hỏi phàm phu thành Phật cần mất bao nhiêu thời gian, nói thiệt với quý vị rằng chỉ một niệm, một niệm giác phàm phu thành Phật. Giác ở đây chúng ta có thể dùng đề kinh của bộ kinh này giải thích. Đề kinh của bộ kinh này nói về tu hành, nói về tu nhân, có năm chữ: thanh tịnh bình đẳng giác. Năm chữ này nghĩa là A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tâm thanh tịnh thành chánh giác là A La Hán. Tâm bình đẳng thành đẳng chánh giác là Bồ Tát. Phật thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác chính là chữ giác này. Chỉ trong một niệm, chúng ta biết được phương pháp này, hiểu được đạo lý, tin chắc không nghi ngờ. Vấn đề ở chỗ nào? Vấn đề ở chỗ không buông bỏ được. Không buông bỏ được chính là bất giác, không bình đẳng, không thanh tịnh. Với tình trạng như vậy, trong một đời muốn thành tựu, ngoài pháp môn niệm Phật ra, chẳng còn con đường thứ hai nào khác. Đây là sự thật, không dối gạt đâu. Đây là con đường tắt trong tiệm tu. Một đời chắc chắn thành tựu. Thành tựu sớm hay muộn, về thế giới cực lạc có quả vị cao hay thấp vẫn ở chỗ buông bỏ. Thì mới biết được việc buông bỏ quan trọng mức nào. Vì sao Đức Phật lại nhấn mạnh việc buông bỏ như vậy? Bởi trên thế gian này tất cả đều là giả. Bây giờ quý vị muốn quay về chân tánh, trong chân không có giả, cho nên những thứ giả không mang đi được. Nhất định phải hiểu đạo lý này. Cống cao ngã mạn là giả, ý niệm đố kỵ cũng là giả, tham sân si cũng là giả. Chẳng có gì là chân. Vì sao không buông bỏ đi? Buông bỏ thì niệm Phật có phần nắm chắc, buông bỏ phẩm vị rất cao. Tam bội cửu phẩm giảng sanh. Thiện Đạo Đại Sư nói rất hay: tổng tại ngộ duyên bất đồng. Ngoài ra không có nguyên nhân gì đặc biệt cả. Bạc địa phàm phu nếu ngộ duyên thù thắng thì có thể trong một đời này sẽ sanh về thật báo độ, thượng phẩm thượng sanh. Không khác gì Đức Phật Thích Ca và Lục Tổ Huệ Năng. Sanh về thật báo trang nghiêm độ ở thế giới Tây Phương Cực Lạc, thượng thượng phẩm giảng sanh. Không buông bỏ được là vì sao? Vì không thật sự hiểu. Làm sao đây? Đọc nhiều kinh, nghe nhiều kinh,
Nếu thật sự học được chiều tu hành này của bậc cổ nhân, nhất môn thâm nhập trường thời huân tu, thì quý vị sẽ thành tựu. Cho nên người chân thật niệm Phật không phải làm giả đâu nha. Cái cần buông bỏ phải buông bỏ hết, cái không nên buông bỏ phải giữ cho kiên cố. Pháp môn này dạy chúng ta chấp trì danh hiệu. Chấp là chấp trước, trì là bảo trì, cũng có nghĩa là chấp trì một thứ lục tự hồng danh. Thì chắc chắn quý vị đắc sanh tịnh độ. Trong tâm có Phật, tâm ức niệm, khẩu xưng danh, thân lễ kính, tâm cung kính không được gián đoạn. Chúng ta không đối diện với tượng Phật, vậy tâm cung kính còn hay mất? Vẫn còn. Làm sao có thể sanh khởi? Quý vị không biết. Nếu quý vị thật sự biết, tất cả chúng sanh vốn là Phật, họ là vị Phật nào vậy? Chúng ta niệm Phật A-di-đà thì họ chính là Phật A-di-đà. Phật A-di-đà ở ngay trước mặt quý vị, Phật A-di-đà ở ngay cạnh quý vị, ở xung quanh quý vị. Tất cả chúng sanh không có ai chẳng phải là Phật A-di-đà. Một là tất cả là một. Đây là chân tướng sự thật. Nếu quý vị hỏi là đạo lý gì vậy? Trong kinh Đức Phật đã dạy rất rõ ràng, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Phật A-di-đà cũng là một pháp, Ngài cũng từ tâm tưởng sanh. Nếu thật sự hiểu được, tất cả chúng sanh, tất cả người, tất cả động vật, tất cả thực vật, hoa cỏ cây cối, sơn hà đại địa, tất cả đều là báo thân của Đức Phật A-di-đà. Quý vị khẳng định nhận biết thì sẽ chứng được báo thân. Báo thân của Đức Phật A-di-đà, một nguyện lễ kính chư Phật của Bồ Tát Phổ Hiền là quý vị viên mãn. Nếu quý vị còn phân biệt, đây là Phật A-di-đà, còn đó không phải, thì nguyện này của quý vị không được viên mãn. Một là tất cả là một, là đại viên mãn. Tôi không tu tịnh độ, tôi tu pháp môn khác, có thể được giảng sanh chăng? Được. Pháp môn tịnh độ rất lớn. Trong Tam Bối Giảng Sanh, đoạn cuối cùng nói về người tu Đại Thừa. Câu này rất quan trọng. Người tu theo Tiểu Thừa không thể giảng sanh, không phù hợp với điều kiện của thế giới Tây Phương Cực Lạc. Ở đó là Đại Thừa, chứ chẳng phải Tiểu Thừa. Người học Tiểu Thừa không thể giảng sanh.
Thế nào là tiểu thừa? Chỉ cầu tự lợi, không nghĩ đến việc lợi tha, đó là tiểu thừa. Đại thừa là tâm đại thừa, nghĩ đến mình đồng thời cũng nghĩ đến tất cả chúng sanh, đó là đại thừa. Tôi muốn thành tựu mình, đồng thời cũng muốn thành tựu tất cả chúng sanh. Nhất đà không trở ngại, hà tất phải đố kỵ? Đối với người mà quý vị đố kỵ, phương hại không lực. Họ niệm Phật vẫn có thể được giảng sanh, nhưng bản thân quý vị thì không được giảng sanh. Sự tổn hại này quá lớn. Nếu quý vị là người hiểu biết, sửa đố kỵ thành tán thán, tùy hỷ công đức, thì quý vị là người rất giỏi. Bản thân quý vị tu tập, người khác tu tập đều có một phần công đức trong sự tu trì của quý vị. Vì sao vậy? Vì tùy hỷ công đức. Chúng ta học đoạn này, môn này gọi là nhất đa tương dung bất đồng môn. Đại sớ là Kinh Hoa Nghiêm, là sớ sau của Thanh Lương Đại Sư. Ngài dùng một ví dụ, ví như một căn phòng. Căn phòng này có 1000 ngọn đèn. Căn phòng này tương đối lớn, giống như cung điện vậy. Lần này tôi đi tham vấn La Mã, ngày xưa cũng đã từng đến tham vấn qua, nhưng không có ấn tượng gì mấy. Lần đi này ấn tượng rất sâu sắc, đặc biệt đến xem thần điện của La Mã cổ. Một căn phòng ngang ngọn đèn, chẳng phải giả, là có thật đấy. Quang quang tương thiệp, ánh sáng của mỗi ngọn đèn đều chiếu khắp đại điện. Trong một ngọn đèn có ánh sáng của nhiều ngọn đèn. Đây là tương dung, nhất trung hữu đa, đa trung hữu nhất. Nhưng mỗi ngọn đèn vẫn là mỗi ngọn đèn, đèn không hề hỗn hợp. Nhất đa chi tượng bất thực, là bất đồng. Trong đồng có bất đồng, trong bất đồng có đồng. Đồng và bất đồng là một chẳng phải hai. Nếu như quý vị lãnh hội được chân tướng này, chúng ta xem qua phần giải thích một chút. Hoa Nghiêm Lô Giá Na Phật phẩm vân: dĩ nhất quốc độ mãn thập phương,
Thập phương nhập nhất diệt vô dư, thế giới bổn tướng diệt vô hoại, vô tỷ công đức cố năng nhị. Nhất Phật quốc, Kinh Hoa Nghiêm muốn ám chỉ thế giới Hoa Tạng của Đức Phật Tỳ Lô Giá Na. Chỗ chúng ta ngày nay đang ở đây là thế giới Ta Bà của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ở phương Tây của thế giới Ta Bà có một thế giới là thế giới Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Trong thế giới Hoa Tạng có Ta Bà chăng? Có. Có Cực Lạc chăng? Có. Vì sao vậy? Bởi là nhất đa tương dung bất đồng môn, thì sao không có? Trong sát độ của mười phương tất cả chư Phật, một Phật sát cũng giống như một ngọn đèn vậy. Vũ trụ này được ví như một căn phòng, không chỉ ngang ngọn đèn mà vô lượng vô biên, vô số vô tận sát độ của chư Phật đều ở thế giới Hoa Tạng. Chúng ta đã ở thế giới Hoa Tạng từ lâu rồi. Đúng vậy, bản thân mình ngu mê bất giác. Vì ở trong sát độ của chư Phật chẳng có không gian. Không có không gian thì không có cự ly. Ở đâu vậy? Chính ngày đây. Không có thời gian thì chẳng có trước sau. Ngày nay chúng tôi nói những lời này, những người thường cùng nhau học tập Kinh Hoa Nghiêm thì không sao, thì quý vị sẽ có một khái niệm rất rõ ràng. Một là tất cả, tất cả là một. Một và tất cả không hai. Đây là sự thật, chẳng phải giả đâu. Khẳng định vũ trụ và chính mình là một thể. Từ bi trong tự tánh tự nhiên lưu xuất ra. Nếu quý vị không có sự nhận biết này thì tâm từ bi chẳng thể sanh khởi. Nếu quý vị nhận biết cha mẹ là người thân của mình, con cái là người thân, đối với họ có thể sanh khởi tâm từ bi. Nếu quý vị thật sự hiểu được Kinh Hoa Nghiêm thì ngày này chúng ta sống trên quả địa cầu này, một bông hoa, một cọng cỏ, cây cối, hoa cỏ trên đĩa cầu này cùng với mình là một thể, còn thân hơn cha mẹ con cái nữa. Chẳng những cùng hoa cỏ cây cối mà cùng sơn hà đại địa, cùng với hiện tượng tự nhiên đều là một thể. Ái tâm biện pháp giới, thiện ý mãn nhân gian. Đó là gì? Đó là từ tự tánh lưu xuất ra. Pháp nhĩ như thị, nó vốn là như vậy mà. Hiểu rõ thì nó lưu xuất. Phật là gì?
Phật là một người hiểu rõ. Quý vị hiểu rõ thì quý vị thành Phật. Ngày nay chúng ta hiểu, nhưng tập khí phiền não vẫn còn, vẫn chưa buông bỏ được. Thiên Thai Đại Sư nói là Phật. Thiên Thai Đại Sư nói Phật có 6 loại, quý vị thuộc loại nào? Quán hành tức Phật. Bây giờ quý vị đang đi trên con đường thành Phật, tuy chưa đến đích, nhưng quý vị đi trên con đường chánh đạo, con đường thành Phật. Vậy còn một bước chưa đi tới. Một bước chưa đi tới là danh tự tức Phật. Tất cả đều nói về quá trình học tập. Đứng về lý mà nói thì quý vị giống là Phật, không sai chút nào. Kinh Hoa Nghiêm dạy rằng: tình giữ vô tình, đồng duyên chủng trí. Chính là nghĩa này. Đây là điều những bộ kinh khác không có. Tình là hữu tình chúng, chúng ta thường nói là động vật. Tình giữ vô tình, vô tình là thực vật, khoáng vật, hiện tượng tự nhiên. Đồng duyên chủng trí, đây là thật tướng của các pháp. Nếu như chúng ta không học Hoa Nghiêm một thời gian dài như thế, thì những lời này chúng ta nghe không hiểu, nghe rồi sẽ phiền não, sẽ có ý kiến. Hơn 4.000 tiếng học tập đấy, cho nên bây giờ chúng ta nghe hiểu được, nghe rất hoan hỷ. Tuy biết mình chưa làm được, nhưng cũng sanh tâm hoan hỷ. Trước mắt điều quan trọng nhất, làm thế nào để ta nhập được cảnh giới này? Đức Phật dạy chúng ta nhất môn thâm nhập, trường thời quân tu. Trường là bao lâu? Nếu quý vị thật tu, thật sự nghe lời, bình thường mà nói 3 năm là đủ, thì nhập được cảnh giới này. Nếu như còn một chút giải đãi, còn một chút tập khí, thì 5 năm, 10 năm, 20 năm, 30 năm, chẳng có ai không thành tựu.